Tâm khó thệ, tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí tâm, tâm họ lạc đến. Thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết canh chừng làm sao. Kiếm tìm dục lạc xôn xao, tâm được phòng hộ xiết bao phước lành. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tuy nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của chị Cẩm Vân. Dạ, kính mời chị Cẩm Vân ạ. Dạ, sa phú cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Thăng Sân Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 36. Su đúc đá xăng, su ní phú năng, dắt thá ca má, ní pa tí năng, chít tăng rác khê, thá mê tha vi, chít tăng vút tăng, su kha quá hăng. Su đúc đá xăng, su ní phú năng, dắt thá ca má, ní pa tí năng, chít tăng rát khê, thá mê tha vi, chít tăng vút tăng, su kha quá hăng. Su đúc đá xăng, su ní phú năng, dắt thá ca má, ní pa tí năng, chít tăng rát khê, thá mê tha vi, chít tăng vút tăng, su kha quá hăng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết canh chừng làm sao. Kiếm tìm dục lạc xôn xao, tâm được phòng hộ xiết bao phước lành. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong rồi, bàn tay của Sịt Răng Đông. Sa thú cô Cẩm Vân, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Minh Mẫn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thammachari. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 36. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Su đút đá sằng, su ni phú năng, giá tha cà má ni bà tí năng, chích tầng rắc khê tha mê thà quỳ, chích tầng gú tầng su khà quá hằng. Su đút đá sằng, su ni phú năng, giá tha cà má ni bà tí năng, chích tầng rắc khê tha mê thà quỳ, chích tầng gú tầng số khà quá hằng. Số đú đa sẵn số ni phu năng, giá tha cà má ni bà tí năng, chích tầng rắc khê tha mê thà quỳ, chích tầng gú tầng số khà quá hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng. Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su đút đá sằng, su ni phú năng, giá tha cà má ni bà tí năng, chích tăng rắc khê tha mê tha quỳ, chích tăng gú tăng su khà quá hằng. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết canh chừng làm sao. Kiếm tìm dục lạc xôn xao, tâm được phòng hộ xiết bao phước lành. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina.
Tina ơi cầm mic, đạo tràng chưa nghe được Tina cầm mic. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Hello. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Các Pháp Cú số 36. Sutta sang sunipunang yattaka manipa tinang cittang ratkhe thame tha vi cittang guttang sukha quá hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Hòa thượng Thích Minh Châu. Sư tuân đa sang sư ni pu nâng, yan tha ca ma ni pa ti nâng, chìm tăng ran khê thả mê tha quý, chìm tăng quân tăng su ca hoa hằng. Sùn đun đa sang sù ni phu nắng yán tha ca ni ba tê năng chín tăng ran khê thà mê quý chín tăng gu tăng sù ca quá. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao kiếm dục, kiếm tìm dục lạc xung sao, tâm được phòng hộ xiết bao phước lành hòa thượng giới đức. Và con kính tri ân quý sư, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Tích Thiên Hà. Dạ, mời huynh nha. Dạ, sa thu đàn thầy xích nhiệt huynh. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sẵn Khà Gia, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rùm. Dạ, con xin được kể trên Pháp Cú số 36. Sụ đút đa sang, sụ ni pu nắng. Yattha kamani pati nang cittang rakhe thame thavi cittang kuttang sukha vahang sududda sang suni punang yattha kamani pati nang cittang rakhe thame thavi cittang kuttang sukha vahang su đút đa sang su ni pu nang yat tha kamani pa ti nang cittang rakhe tha me tha vi cittang kuttang sukha vahang su đút đa sang su ni pu nang yat tha kamani pa ti nang cittang rakhe tha me tha vi cittang guttang sukha vahang. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao, kiếm tìm dục lạc xôn xao, tâm được phòng hộ, xiết bao phước lành. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Thà Giá, con xin được xuống. Mến mời sĩ đại mình. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ, ai mình kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn huynh trưởng. Con xin phép trả bài câu pháp cú số 36. Sududasang sunipunang Yathaka manipatinang Chittang rakhe tha me tha vi Chittang gutang sukha vahang Sududasang sunipunang Yathaka manipatinang Chittang rakhe tha me tha vi Chittang gutang sukha vahang Sư đức đa sang sư ni bu năng gia tha ca ma ni ba ti năng chi tăng ra khi tha mê tha quy chi tăng gu tăng su kha hoa hằng tâm có thấy tế nhị theo các dục quay cuồng người trí vọng hộ tâm tâm hộ an lạc đến. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Sư đức đa sang sư ni bu năng gia tha ca ma ni ba ti năng chi tăng ra kê tha mê tha quỳ chi tăng gu tăng sư khà hoa hằng tâm ta tế nhị vô cùng dễ nào thấy biết canh chừng làm sao kiếm tiền dục lại xôn xao tâm được phòng hộ xiết bao phước lành. Hội thơ của hai thượng giới đức và kính dân nít lầy đào tràng. Dạ sa thủ tha số, kính cảm ơn cô ấy mình. Nam mô Bụt Thà Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn thằng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Tâm Phương ơi, bàn tay Tâm Phương giấu đâu rồi? Dạ cô tu nữ thăm má cha rí. Dạ quý vị có ông bài không thì Nhật Quỳnh xin nhường mít ạ. Dạ con xin phép được ông bài pháp quốc kinh số 36 ạ. Dạ cảm ơn Minh Quách Thanh Ái cho bài học. Sudut dasang suni bunang jataka manipa tinang chittang ratkhe thame tha vi chittang guttang sukha vahang. Sudut dasang suni bunang jataka manipa nitang chittang ratkhe thame tha vi chittang guttang sukha vahang. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng người trí phòng hộ tâm tâm hộ an lạc đến. Và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Minh Châu. Sư đột đa sang bồ ni bồ năng giật tha ca ma ni ba ti năng chịt tăng rát khê tha mê tha quy chịt tăng quýt tăng Sù khả quá hăng, sù đột đa sang, sù nê bù năng, giật tha ca ma, nì bà tí năng. Chịt tăng rạch khê, thà mê thà quý, chịt tăng quýt tăng, sù khả quá hăng. Tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết canh chừng làm sao, kiếm tiền. Dục lạc xôn xao tâm được phòng hộ xiết bao phước lành. Và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh đã con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức đệ tuệ đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp quốc kinh số 36. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Cẩm Vân, Xích Rạng Đông, Chitina, Quỳnh Quách Thanh Á, cô Ái Minh đã hoan hỷ lên kệ kinh giờ này tặng hoa Nhật Quỳnh thì hết giờ rồi Tâm Phương ơi. Dạ, cảm ơn Tâm Phương nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Mình chào Nguyên Tịnh về vào đạo tràng, cũng hết giờ luôn. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đã đến giờ học bài pháp cú kinh số 37. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức
minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh nhài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 37, và quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng bích đến sư ạ. Sa thú lần thay kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con là thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng hiện diện. Kính chào quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính thưa toàn thể bà con chư Phật tử, cô Vi cổ lại đến nữa rồi, thành ra bà con có bị ảnh hưởng gì nhiều không? Chúng tôi đang ở tại tổ đình Bủ Quang, xem như gần như đó là nội bất xuất ngoại bất nhập, đi ra đi vô đó chỉ có tăng và ni thôi, không có sinh vật chung gì cả. Trưa lên thì ôm cái bình bát lên rồi lấy cơm xong rồi đem về phòng. Điều đó có nghĩa đó là đời sống cũng có những cái khó khăn nhất định ha, xin thưa quý vị. Vậy thì những cái khó khăn này chính là quả khổ đó. Và quả khổ thì dĩ nhiên là do nhân khổ. Nhân khổ này là trực tiếp mình tạo hoặc là gián tiếp mình tạo. Cho nên mình mới bị cái quả khổ. Nói như vậy có nghĩa đó là nghiệp ở đây đó, mình hiểu ha, nhân tạo là nghiệp đó. Thì nghiệp ở đây có bốn loại, là sanh nghiệp nè, trì nghiệp nè, chướng nghiệp nè, đoạn nghiệp. Mỗi loại nghiệp có một cái tuổi thọ nhất định, xin thưa quý vị. Cái quả khổ này là do sanh nghiệp bất thiện. Và mình
ước muốn mong muốn đó, không có bị cái quả khổ này đó, thì xin thưa quý vị, mình phải tạo ra một cái chướng nghiệp, một cái đoạn nghiệp, để cái quả khổ này đó nó bị giảm đi, hoặc tốt đẹp hơn là nó chấm dứt đi. Thì cái chướng nghiệp ở đây đó, đối với quả khổ này đó, là nghiệp thiện. Thì thành thử ra chúng tôi với bà con, chúng ta cố gắng tạo nhiều thiện nghiệp, chừng nào tốt chừng đó. Thì khi đó mình mới tạo ra được chướng nghiệp, đoạn thiện, để chấm dứt đi cái tình trạng đang như thế này. Rồi mời quý vị cùng chúng tôi, chúng ta hãy tạo các cái nhân thiện như là thuyết pháp, tính pháp, hồi hướng, tùy hỷ, cải chính tri kiến, tu tiến, vân vân. Tùy theo sự khéo tác ý của mình, để mình có thể tạo được nhiều nhân thiện, nhiều nghiệp thiện ở trong một buổi sinh hoạt này. Hôm nay chúng ta cùng nhau tạo nghiệp thiện qua đề tài pháp là câu kệ pháp cú số 37. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Du răng gá măng e cá chá răng. Du răng gá măng e cá chá răng. Đoạn thứ 2: A sa rê răng gu ha sa yăng. A sa rê răng gu ha sa yăng. Đoạn thứ 3: Ye chít tăng sang giá mết sàn tí. Ye chít tăng sang giá mết sàn tí. Đoạn thứ 4: Mốc khăn tí ma ra bàn thả nà. Mốc khăn tí ma ra bàn thả nà. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 2 từ. Từ đầu tiên, đu răng gá măng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Đu răng cộng với là gá má. Gá má mà chia theo đối cách, thành ra nó có cái hình thức là gá măng. Đu răng là một cái trạng từ xa, xa xôi. Gá má, đây là một danh động từ của động từ gacchati. Thành ra mình dịch đó là sự đi. Du răng gá măng là sự đi xa. Từ thứ hai, e cá chá răng. Dạ, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không ạ? Nghe có rõ không? Dạ, thấy cái đó mình đã. Xin mời chúng ta tiếp tục. Dạ, kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Từ thứ hai, e cá chá răng, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra, e cá cộng với là chá rác. Chá rác chia theo đối cách, chia theo cách thứ hai, thành ra nó có hình thức là ăn. E cá là một chá rác, đây cũng là danh động từ, từ cái động từ chá rác tí. Chá rác có nghĩa là sinh sống, thực hành, sinh hoạt. Rồi e cá đó là một, số một, một số một. Nguyên cái hợp từ này đó chúng ta dịch đó là, ngài hòa thượng này dịch đó là sống một mình. Nhưng mà ở đây mình hiểu đó ha, câu kệ này đang nói về tâm đó, cho nên chữ e cá chá răng ở đây đó mình cũng hiểu đó là gì, thực hành một công việc. Một cái tâm chỉ làm một việc.
chữ cha ra đó, cha ra có nghĩa là thực hành. Ê cá là một, một ở đây mình hiểu là một công việc, một việc làm. Ở đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên Asari răng. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra A cộng với là Sarira. Sarira chia theo đối cách, cách thứ hai, thành ra nó có cái hình thức là ăn. A là một phủ định từ. Tiếp động ngữ này nó có nghĩa là không, chẳng. Sarira. Sarira có nghĩa là hình dáng, thân xác. Mà Sarira là không có hình dáng, có thân. Từ thứ hai, Guha Sajan, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra. Guha cộng với là Asayat. Guha có nghĩa là cái hang hay là cái học, cái hầm. Còn Asayat, Asayat có nghĩa là chỗ ở hay là chỗ thường là lui tới. Vậy thì Guha Sajan đó mình dịch ra là ở trong hang. Tức là cái hang làm chỗ ở. Chúng ta bước sang đoạn thứ đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên dê, đây là một quan hệ đại danh từ giá mà chia theo số nhiều, chủ cách số nhiều, thành ra nó có hình thức là dê. Là những người nào, những ai. Chích tăng, chích tá chia theo đối cách. Chích tá là tâm. Từ cuối cùng, sang giá mít san tí, là từ cái động từ sang giá mê tí. Mà chia theo thì tương lai ngôi thứ ba số nhiều. Tức là chia theo cái từ chủ cách dê đó. Dê số nhiều, thành ra động từ phải chia theo số nhiều. Đồng cách, đồng số. Giá mê tí, sân giá mê tí, sân giá mê tí có nghĩa đó là chế ngự, điều phục, thực hiện sự thu thúc. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, móc hành tí. Đây là động từ. Ở trên chúng ta mới thấy có một động từ rồi. Còn đây cũng là một cái động từ nữa. Móc hành tí từ cái động từ móc khách tí. Mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là an tí. Chia theo thì hiện tại. Móc khách tí. Có nghĩa đó là được thoát khỏi, được tự do. Rồi từ cuối cùng, Mara Banthana. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra Mara cộng với là Banthana. Vì ná đó sẽ lưu gì? Danh từ ha. Danh từ Banthana đó là danh từ trung tính. Danh từ trung tính bị ngữ ác. Mara là ma, còn Banthana có nghĩa là sự trói buộc, sự cột chặt. Mà ở đây chia là A, Banthana. Vậy thì ở đây là chia theo cách thứ năm. Cách thứ năm nó còn gọi là Panchami hay là xuất xứ khách.
có cái hình thức là a am ha asma. Bandhana, mara bandhana là sự trói chặt của ma. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn của câu kệ này. Hai cái câu đầu đó xin thưa quý vị, hai câu đầu gồm có bốn cái câu đầu đó xin thưa quý vị, hai câu đầu gồm có bốn từ. À, thì bốn từ này đó là tính từ cho cái chữ tâm. À, tính từ cho cái chữ tâm. Đó thì nếu mà tính từ ở đây đó mình hiểu theo kiểu văn xuôi văn viết thường đó ha. Thì tính từ nó làm túc từ cho cái từ tâm làm chủ từ. À, thì khi đó đó mình sẽ ngầm hiểu nè là nó có một cái động từ ẩn hô tí hoặc là lắp phát tí hoặc là phóng quát tí. À, thành ra đó là mình dịch lấy chủ từ mình dịch trước, chích tăng tâm đu răng gá măng là đi xa. Rồi nếu mà mình phải dịch, phải viết lại từng câu đó thì là chích, mình phải viết lại từng câu thì là đu răng gã măng chích tăng, rồi e cá chá răng chích tăng, á sá rây răng chích tăng, vũ hà sá răng chích tăng. Nhưng nếu mà viết vậy đó thì là nó nặng nề quá ha. Cái thành ra đó là mỗi một chữ gì người ta phẩy cái rồi sau đó là viết chữ tâm. Vậy là đu răng gã măng chích tăng tâm, đu răng gã măng đi xa, e cá chá răng. À, thực hành một công việc asa rây răng không có hình dáng, vũ ha sa văn ở trong ha. Đó là xem như một cái phrase ha. Chứ những người nào sang giá mết san tí sẽ điều phục được chích tăng cái tâm. À, cái mình ngầm hiểu là có một cái chữ T, đây là nó đi theo một cái cụm, một cái kêu là một cái thành ngữ, VT hay là PG. Mốc khăn tí, những người ấy thoát được ma ra bàn thân à, từ sự trói buộc của ma. Rồi chúng tôi dịch về quý vị theo kịp không? Dạ, chắc là cô Ái Minh sẽ theo kịp được. Dạ, kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 37. À, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavaṃ taṃ avivādemi. Sūkhāto bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi. Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sinh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này.
Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 37. Câu kệ này nằm trong phẩm tâm. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến vị tân tỳ kheo Pha Gít Nay Giá Sankarakhita. Sankarakhita Pha Gít Nay Giá là cháu. Sankarakhita Sankarakhita Sankha là tăng, Rakhita đó là hộ trì, gìn giữ. Sankha Rakhita dịch đó là hộ tăng hay là tăng hộ, tăng hộ cháu. Cháu tiếng Hán gọi là điệt. Do vậy Ngài Hòa Thượng Pháp Minh Ngài dịch đó là hộ tăng điệt. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, trong thành Sa Quách Thi có một cậu công tử nọ. Sau khi nghe pháp nơi Đức Thế Tôn xong, thấy được cái sự khổ, thành ra đó là từ bỏ gia đình, xin gia nhập vào tăng đoàn của Đức Thế Tôn thọ cụ túc giới, có pháp danh là Sankharak Khi Tát, là hộ tăng. Ở đây cũng là cái tên thiệt, tên cúng cơm của cái vị này đó, xin thưa quý vị. Một thời gian sau, tỳ kheo Sankharakhita chứng đắc quả vị A-la-hán. Khi mà chứng đắc quả vị A-la-hán thì lúc bấy giờ mình sẽ gọi là trưởng lão. Trưởng lão hộ tăng này có một người em. Người em này có một người con trai. Thì khi mà có con trai đó, cũng đặt tên đó là Sankharakhita. Nhưng mà vì đây là cháu, thành ra thêm vô cái chữ pha cái này giá. Thì thành ra người cháu này đã có cái tên là Pha Gí Nay Giá Săng Khá Rắc Khí Tát, là hộ tăng điệp. Đến khi mà cái cậu bé này lớn lên đó, thì cậu bé này được cho đi tu với sư bá của mình. Sau khi thọ cụ túc giới xong, thì cái vị tân tỳ kheo sư Điệt này đó mới xin sư bá mình, sư bá là người thầy và thượng tế độ luôn, xin thưa quý vị, mới xin sư bá mình đến một cái làng khác để nhập hạ. Sau khi an cư mùa hạ tại cái làng kia, thì vị sư Điệt này đó mới được chùa chia cho hai sắp vải. Vị này rất là hoan hỷ, đem về định bụng đó là cúng cho sư bá mình một sắp vải lớn, còn cái sắp vải nhỏ đó là mình để dành sử dụng. Sư bá là người bác mà là thầy tế độ của mình nữa, cho nên đó là người rất là có cái ơn đối với mình, thành ra đó là xứng đáng được cúng dường cái sắp vải lớn. Nghĩ vậy xong, cái vị đề mới về thì đem đến cúng dường cho sư bá cái sắp vải lớn liền. Nhưng mà xin thưa quý vị, sư bá bây giờ là một vị thánh lậu tận rồi, một cái vị mà sống đời sống thiếu dục trí túc, biết đủ thôi, đã có y bát đầy đủ rồi thì đâu có nhận thêm làm gì.
Thành ra từ chối, không có nhận của vị sư cháu. Sư cháu này nếu ba lần thì sư bá cũng từ chối ba lần. Cái vị sư điệt này đó, còn phàm xin thú quý vị mới nghĩ vậy nữa. Vị sư bá này đó là vừa là bác của mình, vừa là thầy tế độ của mình. Giờ sư bá của mình không có thương mình nữa, thành ra mới không có nhận cái sự cúng dường của mình. Không có thương mình nữa, thôi giờ mình ở đây làm gì? Hoàng tục đi về cho rồi. Nhưng mà hoàng tục đi về đó, sống cái đời sống tại gia đó, cũng khó à. Thì giờ mình phải làm sao đấy? Đó thì xin thưa quý vị, khi đó đó là vị này đang cầm cái quạt hầu sư bá của mình. Cho nên mới khởi lên cái liên tưởng tiếp. Nhưng mà mình còn hai sách dạy, mình có hai sách dạy. Bây giờ mình bán đi sách, lấy tiền đó, cái mình mua dê. Dê nó mau đẻ lắm. Khi mà nó đẻ ra cái mình bán dê con, dê nó đẻ mau lắm, cho mình bán riết mình có tiền. Có tiền cưới cô vợ. Cưới cô vợ thì là tất yếu sẽ có con. Khi có con cái hai vợ chồng mình ôm ẵm đứa con vô thăm sư bá. Cái gì này tưởng tượng cũng khiếp thiệt xin quý vị. Trên đường đi, hai vợ chồng dành nhau ẵm đứa con, cái bà vợ tay chân bụng về như thế nào đó đó, để đứa con nó rớt xuống. Cái mình tức quá, lấy cái cây đập vợ. Thì ai về đâu, khi đó đó là vị này đang cầm cái quạt hầu vị sư bá của mình. Và cái tiến triển dòng tâm thức nó đang đi vậy đó xin thú vị. Khi đó ý nó đang sanh khởi. Thì cứ tâm mà nó sanh đó, nó tạo ra sắc tâm hành động. Đó thì lúc đó nó tạo ra thân biểu tri hành động. Mà ngay khi đó đó là vị đó đang cầm cái quạt hầu sư bá của mình. Cho nên sắc tâm hành động đó, đó là đập cái quạt xuống. Và cái quạt trúng vị sư bá. Thì vị sư bá đó là một vị thánh lậu tận có tha tâm thông. Cho nên đó, thấy hiện tượng lạ nên mới xem xét, quan sát, theo dõi hiện tượng diễn tiến tâm lý của cái vị sư cháu này như thế nào. Sư bá biết được cho nên sư bá mới nói với cái vị sư cháu á. Nói này cháu, cháu đánh cái người phụ nữ kia không có được thì thôi. Chứ tại sao đó lại đánh sư bá? Đó thì theo quý vị ha, khi mà cái sự tưởng tượng của mình đang bay bổng vậy đó ha, rồi hành động của cái sự tưởng tượng đó được thực hiện. Bây giờ có một người đó phát hiện ra được, thấy được cái sự tưởng tượng đó của mình, thì quý vị có hoảng hốt không? Thành ra cái vị sư điệt này rất là hoảng hốt, rất là sợ. Thì khi mà hoảng hốt sợ vậy thì làm sao? Quăng cái quạt, bỏ chạy. Đây là cái phản ứng đầu tiên của phàm phu đó. Sợ là phải chạy, chạy trốn cái đã. Thì khi mà vị này chạy thì bắt đầu đó, ở trong chùa có các vị sa di, các cái vị tăng tỳ kheo thấy vị này chạy, cho nên là vây quanh túm đem vị này đến mép Đức Thế Tôn. Đem đến Đức Thế Tôn đó thì Đức Thế Tôn hỏi qua đầu đuôi duyên sự. Cái bắt đầu đó mới hỏi này tỳ kheo, tức là vị Phaginiya Sankar cái tá này, nói này tỳ kheo, chư tăng người ta trình bày cái chuyện ông bỏ chạy gì đó có đúng không? Cái gì này nói bạch ngài đúng. Lúc đó Đức Thế Tôn này mới nói đó là ngươi làm vậy đó có cái lợi ích chi, chỉ gây cái lỗi đó, nó nặng nề hơn thôi. Ông hay là ngươi đó xuất gia tu với
chư Phật. À, thì ông nên để cho người ta nhắc nhớ, à, nhắc nhớ đến ông đó, với một cái thành tựu quả chứng nào đó. À, như là tu, như là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Chứ tại sao đó, à, sống ở trong chánh pháp này, dưới sự hướng dẫn của Đức Như Lai vậy nè, mà lại tội ra, à, lại tạo ra cái tội lỗi. À, vì này nghe Đức Thế Tôn nói vậy đó, hỏi vậy đó, cái mới trả lời nói: bạch ngài, do con bất mãn thành ra con mới có những cái hành động lỗ mãn vậy. À, Đức Thế Tôn hỏi chứ tại sao bất mãn. Vì này mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện đó, rằng là mình có vị sư bá, rồi vừa là thầy tế độ, có cái ân tình nghĩa cử, ân trọng vậy 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 đó, mà mình trả ơn cho ngài, ngài cũng nhận giống như là ngài cũng còn thương mình nữa, thì thôi đi về đi, xuất hoàn tục. Thì nghe xong Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói tới đây, ngươi đừng có lo vớ vẩn vậy. Cái đối với cái tâm phàm đó thì nó hay chạy theo cảnh mà nó vừa lòng. À, dầu cho xa vời cỡ nào đi nữa đó, nó cũng chạy tới được hết. À, phải ráng tinh tấn thoát khỏi đi cái sự ràng buộc, trói buộc của tham lam, sân hận, si mê. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một câu kệ cho cái vị đó nghe. Du răng gá măng e cá chá răng á sá rê răng vũ hà sá răng dê chất tăng săn giá mết sàn tí móc khăn tí ma rá băn thạ nà. Sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết xong cái câu kệ này đó, thì cái vị tỳ kheo đó chứng được đạo quả Tu Đà Hoàn, và có nhiều người khác nữa. Nhiều người khác ở đây đó, mình hiểu đó là những ai mà đang trực tiếp nghe đó, thì có thể là chư tỳ kheo, sa di, rồi là chư thiên ngự gần gần đó, họ nghe được, họ cũng được ân triêm pháp nhũ. Và câu kệ này ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: chạy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: xa xôi dịu vợi lữ hành, đến đi đơn độc ẩn mình hang sâu, điều tâm hạnh phúc cơ màu, vui sao thoát khỏi ma đầu sáu tay. À, rồi có một cái bản dịch của bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa: tâm đi xa thực hành một công việc, không hình dáng ở trong hang, những người nào điều phục được tâm, những người ấy thoát được sự trói buộc của ma. Qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali. Rồi dựa trên cái cơ sở duyên sự đó, quý vị, bây giờ chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ này theo chiều rộng chiều sâu, để tăng thêm cái sự hiểu biết của mình. Hiểu biết càng sâu càng rộng bao nhiêu thì mình dễ dàng ứng dụng vào trong cái đời sống của mình bấy nhiêu. Mà có ứng dụng lời dạy của Đức Phật nhiều chừng nào thì mình sẽ có nhiều lợi lạc chừng đó. Tức có nghĩa đó là mình tạo ra được nhiều thiện nghiệp chừng đó. Và cái loại thiện nghiệp này đó là thiện nghiệp tốt đẹp. À, thì khi đó đó là mình tạo ra được cái chướng nghiệp nè, đoạn nghiệp thiện, thì lúc đó đó, xin thưa quý vị, mọi khổ đau bệnh tật sẽ được thuyên giảm hoặc là chấm dứt.
Câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy hai cái đoạn đầu đó. Đây là tính chất của tâm. Tâm này là tâm phàm, xin thưa quý vị. Ở cái đoạn cuối, trong phần duyên sự đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là tâm phàm đó thì nó hay chạy theo cảnh mà nó vừa lòng. Thành ra bốn cái tính chất này nè là diễn tả cho cái tâm của phàm phu. Phàm phu ở đây mình hiểu đó là gì? Là phàm phu vô văn, không học, không hiểu, không thực hành theo pháp bậc thánh. Chứ còn mà phàm phu vô văn ha, phàm phu hữu văn, có học, có hiểu, có thực hành theo pháp bậc thánh, nhưng mà chưa có thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành, hay là chưa có thành tựu được cái sự thực hành đó đó, tức là chưa có trở thành được bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hay A La Hán đó, thì xin thưa quý vị, cái tính chất này nè nó vẫn có sai khác. Và nó vẫn có sai khác. Thì sai khác ở đây đó mình hiểu là gì? Là phàm phu tâm có tu tập và phàm phu tâm không có tu tập. Thì phàm phu tâm có tu tập thì dĩ nhiên là nó phải khác hơn là phàm phu tâm không có tu tập. Thành ra đó mình học bốn cái tính chất này nè để mình biết được khi đó đó mình cam tâm tình nguyện tu tập. Tại sao mình phải cam tâm tình nguyện tu tập? Là xin thưa quý vị, bốn cái tính chất này nè, nó có lợi hay là có hại? Mình phải xác định vậy. Khi mà mình thấy rằng nó có hại đó, thì lúc đó mình mới cam tâm tình nguyện tu tập. Chứ còn nếu như đó mà mình thấy nè, nó không có lợi mà nó cũng chẳng có hại, thì mình có cam tâm tình nguyện tu tập không? Không. Giống như khi nè, mình thấy nè, đánh bài, bài bạc đó, xin thưa quý vị, nó có hại đó, đó thì lúc đó mình mới cam tâm tình nguyện từ bỏ. Chứ còn mà mình thấy nè, đánh bài bạc đó, nó không có lợi mà nó cũng chẳng có hại. Rồi có người đó có quan niệm, quan điểm đó là nó cũng có lợi, thì lúc đó biểu làm sao mà người ta từ bỏ được. Do vậy đó, mình phải thấy ra được cái mặt trái, tức là thấy ra được cái sự nguy hại của nó, thì lúc đó mình mới cam tâm tình nguyện tu tập, tức là cam tâm tình nguyện điều phục cái tâm. Đó, vậy thì bốn tính chất này đó là diễn tả về cái tâm. Vậy thì bốn tính chất này là gì? Đầu tiên, đu răng các măng chích tăng, cái tâm đó, nó chạy xa. Thì cái chữ chích tăng ở đây để dễ hiểu, xin thưa quý vị, mình hiểu đó ha. Chữ chích tăng này đồng nghĩa với huynh nhà nè, là thức. Thì thức theo quý vị mình có mấy loại thức? Ở trong Phật giáo dạy có mấy loại thức? Xin thưa quý vị có sao? Là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức đó, nó làm việc gì xin thưa quý vị? Thấy. Bây giờ quý vị đang nhìn vô cái màn hình ha, thì trước mắt của quý vị đó là cái màn hình, có thể là laptop hoặc là cái màn hình bàn, máy tính bàn đó. Thì ở trên cái màn hình, tùy nhỏ hay to nữa, nếu mà to đó thì nó có rất là nhiều biểu tượng. Để thử hỏi quý vị chứ, cái con mắt của quý vị có nhìn một điểm không, hay là nhìn lung tung điểm à? Xin thưa nhìn lung tung điểm. Thì khi mà nhìn lung tung điểm vậy có nghĩa đó là gì? Cái con mắt nó đã chạy rồi đó. Quý vị thấy nó chạy không? Tức là nó chạy hết chỗ này, chạy chỗ xa, chỗ khác rồi nè. Đó, rồi cái bắt đầu là gì? Trước mắt của mình á, tất cả ha, những cái gì mà nằm phía trước nó đều đối chiếu vô với con mắt của mình hết. Đó, rồi có khi là gì? Cái mình đâu có phải là nhìn cái màn hình này hoài hoài đâu,
Có khi mình lướt lên ha, để bắt đầu đây thì gì ở trên tường nó có con thằng lằn này thì lập tức cái gì con mắt mình nó bay tới chỗ đó liền, thằng lằn nó bỏ xuống cái gì hoặc là có một cái vật gì đó đó à, thì lúc đó đó cái đối tượng đó nó sẽ thu hút cái con mắt mình tới liền. Và tùy thuộc vào cái thị giác của mỗi người à, để cái tâm nhãn thức này đó nó chạy xa được bao nhiêu. Có những người thị giác rất là tốt, xin quý vị, nhìn rất là xa à, nhưng mà có những người đó thị giác không có tốt, nhìn gần thôi đó, thì chạy xa chạy gần ở đây đó còn tùy thuộc vào cái thị giác của mỗi người nữa à, nhưng mà mình hiểu chạy xa ở đây là vậy đó, nó không có nhìn được có một chỗ à, mà nó phải nhìn lung tung vậy à, cái gì mà đối chiếu vô con mắt đó à, thì tâm nhãn thức này nó bắt hết. À, nó chạy theo hết vậy đó. Thì nhãn thức là vậy, nhĩ thức sao xin thú gì cũng vậy à, quý vị đang nghe chúng tôi thuyết giảng đề tài câu kệ pháp cú số 37 này. À, nhưng mà xin thưa quý vị, đó không phải cái lỗ tai mình chỉ có nghe ông sư Minh Mẫn giảng pháp không đâu à, mà bên cạnh đó còn có thể nghe những lời âm thanh khác nữa. Và tùy vào cái thị à, xin lỗi cái thính giác của mình à, tốt như thế nào để cái tâm nhĩ thức này nè nó tật chạy xa như thế đó à, nhãn thức dạy, nhĩ thức dạy, tỷ thức dạy, thiệt thức dạy, thân thức dạy, ý thức cũng dạy, xin thú gì à, nhãn thức đó thì là thấy, nhĩ thức đó thì là nghe, tỷ thức đó thì là ngửi, thiệt thức đó là nếm nếm vị, thân thức đó là đụng chạm. Còn ý thức thì sao? Ý thức tức là thì suy nghĩ à, liên tưởng, tưởng tượng à, liên tưởng, tưởng tượng à, xét về đối tượng đó thì nhãn thức đó, có cái đối tượng đó là cảnh sắc à, hình dáng, màu. Ý thức đó có cái đối tượng đó là các loại âm thanh. Tỷ thức có cái đối tượng đó là các loại mùi. Thiệt thức có cái đối tượng là các loại vị. Còn thân thức đó là có đối tượng đó là các cái chướng ngại à, nóng, lạnh à, mềm, thô, mềm cứng, vân vân. Rồi ý thức có đối tượng đó là cảnh pháp à, là những cái bị suy nghĩ à, thì cảnh pháp ở đây đó là cảnh ngũ trạng lại và cảnh pháp thuần túy. Thì cảnh ngũ trạng lại đó là như thế nào xin thú vị? Cảnh ngũ trạng lại đó là khi mình thấy một cái gì đó rồi sau đó mình sẽ trạng lại, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, rồi sau đó mình sẽ trạng lại. À, và trong quá trình trạng lại đó, đó có thể liên tưởng, tưởng tượng ra một cách phong phú à, như là cái vị tỳ kheo hộ tăng điệt đó xin quý vị à, chỉ thấy có cái sắp giải vậy thôi đó, mà bắt đầu tưởng tượng ra là gì, bán sắp giải này nè, rồi cái gì mua dê nè à, rồi gì dẫn đến đó là cưới vợ nè, rồi dẫn đến có con đó, quý vị thấy tưởng tượng ra kinh khủng không? Đó là ý thức nó đang làm việc à, dòng tưởng tượng liên tưởng ra. Thì cái tưởng tượng liên tưởng của cái vị tỳ kheo tăng điệt này đó là dựa trên cơ sở gì xin thưa quý vị? Dựa trên cơ sở của tâm tham. Dạ, cho nên nó mới tưởng tượng ra những cái cảnh tượng làm gì vừa lòng đẹp ý của mình. Đó, nó chạy xa là vậy đó xin thưa quý vị à, đây là cái tính chất của phàm tâm à, tính chất của phàm tâm à, cái tính chất thứ hai là ê cà cha răng à, thì cái tính chất thứ hai này đó à, xin thưa quý vị đó
phàm tâm cũng vậy, mà thánh tâm cũng vậy. Đó là mỗi một cái tâm đó, nó làm một việc thôi. À, và mỗi một cái tâm đó, nó sanh lên con lần. À, rồi cái nó diệt đi, rồi bắt đầu mới thay thế cho cái loại tâm khác. Quý vị học vi diệu pháp ở cái phần phần sự của tâm rồi. Tâm có tất cả đó là bao nhiêu phần sự, xin thưa quý vị? Rất là nhiều, có tới 14 phần sự. Nhưng mà trong đó đó ha, đó là mình hiểu nè, có mấy phần sự quan trọng này, đó là gì? Thấy nè, nghe nè, ngửi nè, nếm nè, đụng nè, và xử lý cảnh, tức là động lực. Đó là những cái phần sự quan trọng mà mình cần phải nhớ, phải hiểu. Dạ, phải hiểu. Bây giờ là mỗi một cái loại tâm đó, nó có một cái chức năng, một cái phận sự riêng. Không thể cái tâm này làm phận sự của cái tâm kia được. Không thể nào đó là cái tâm nhĩ thức mà nó làm cái công việc thấy được. Tâm nhĩ thức nó chỉ làm cái công việc là nghe thôi. Tâm nhãn thức nó chỉ làm cái công việc là thấy thôi. Chứ nó không có thể thay thế cái công việc của người khác được. Và khi tâm nhĩ thức sanh lên đó, thì là tâm nhãn thức không thể sanh được. Tâm nhãn thức đang sanh thì là tâm nhĩ thức nó ở đầu đầu đó. Tâm nhĩ thức nó đang sanh thì là tâm nhãn thức nó cũng ở đầu đầu đó. Đó, mình hiểu á. Cái tính chất ê cá chá răng là như vậy đó. Thì cái tính chất này đó, xin thưa quý vị, cứ hệ ai có tâm đó, đều có cái tính chất này cả. Rồi, cái tính chất tiếp theo của tâm là asari răng. Asari răng ở đây không có thân xác, không có cái hình dáng. Thì không có thân, không có hình ở đây đó, mình hiểu đó là cái tâm nó không có màu, nó không có mùi, nó không có vị, nó không có cái hình dáng là vuông hay là tròn hay là hình thoi, hình lục giác gì gì vất vất. Dạ, nó không có cái hình dáng chi cả, cho nên đó là gì? Mình không thể thấy nó được, mình không thể nghe, mình không thể ngửi, mình không có thể đụng. Mình dùng năm giác quan đó, để biết về tâm đó, thì xin thưa quý vị không biết được, mà mình chỉ suy nghĩ thôi. Mình chỉ dùng cái ý thức đó, thì mình mới biết được thôi. Như vậy thì theo quý vị đó là mình dễ chinh phục hay là khó chinh phục, dễ kiểm soát hay là khó kiểm soát. Xin thưa quý vị, rất là khó. Có một lần chúng tôi nói với quý vị rồi đó, khi mà mình bảo vệ, mình gìn giữ người con đó, mình bảo vệ, mình gìn giữ kim cương đó, thì người con là vật hữu hình, kim cương là vật hữu hình, thành ra mình dễ. Hoặc là một quốc gia cũng là hữu hình thì mình cũng dễ, dễ bảo vệ, dễ gìn giữ. Nhưng mà cái tâm đó là gì? Nó vô hình, nó không có hình dáng vậy đó, thì thành ra vô cùng vô cùng vô cùng khó bảo vệ gìn giữ. Cái tính chất thứ tư là ngũ hà xá văn, là ở trong hang. Đó thì ở trong hang, ở đây đó chú giải thích cái hang này là hát đá giá quách thú, tức là ý Phật. Nhưng mà mình hiểu nè ha, khi nãy chúng tôi trình bày với quý vị là sáu loại thức. Do sáu loại thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tỷ thức. Thì mỗi một cái loại tâm là nó có một cái chỗ trú. Mỗi một loại thức nó có một cái chỗ trú. Nhãn thức là nó trú trong là gì? Thần kinh nhãn. Nhĩ thức nó trú trong thần kinh nhĩ. Tỷ thức trú trong thần kinh thức. Thiệt thức trú trong thần kinh thiệt. Thân thức trú trong thần kinh thức. Và ý thức đó là thì mới trú trong ý Phật. Có sáu loại thức đó, thì mình hiểu là có sáu cái hang, có sáu cái chỗ ẩn, sáu cái chỗ trú vậy. Thì vì nó ẩn, nó trú trọng, nó thành ra đó là mình không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không có đụng chạm được.
người mình thì cũng phải có nhà để mà ở, thì thành ra tâm nó cũng phải có cái chỗ để nó trú vậy. À, nó nương vô đó thì lúc đó, đó cảnh nó sanh lên đó, thì nó mới đi ra nó bắt cảnh được. À, chứ nó không có cái chỗ trú vậy thì làm sao mà nó đi ra để mà nó bắt cảnh được. Dạ, nó bắt cảnh được. À, thì xin thưa quý vị đó, cả sáu loại cái chỗ trú này nè ha, thì đều là vật chất. À, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý vật đó, là sắc pháp. À, mà sắc pháp đó, vật chất đó, thì nó là đất, nước, lửa, gió. À, nó được hình thành trên sắc tứ đại này. Đó thì là cái hang hay là cái chỗ trú, cái chỗ ẩn của tâm là như vậy. À, thì khi mà mình hiểu rõ các cái tính chất của tâm vậy, à, tâm nó là như vậy, nó đi xa này, nó làm việc mình này, nó không có thân này, nó ở trong hang sâu vậy. Và nếu ha, mình mà để cho cái tâm đó nó tự do đó, xin thú vị, à, nó muốn đi đâu đó thì nó đi đó, rồi nó muốn làm gì đó thì nó làm, thì thử hỏi bà con chứ lúc đó mình có hại hay là có lợi? Dạ có hại. À, bây giờ mình đang ngồi ở đây mình nghe thuyết pháp này ha, thì nghe thuyết pháp phải là cái lỗ tai. À, nhưng mà cái lỗ tai của mình là không có nghe đó, mà có thể đó là gì? À, cái lỗ tai của mình là không có làm việc, mà có thể là con mắt của mình đang làm việc, hoặc cái thân của mình đó đang làm việc, hoặc cái lỗ mũi của mình đang làm việc, hoặc là cái lưỡi của mình đang làm việc, à, hoặc là ý thức của mình đang làm việc, mà làm cái việc gì đâu đâu, à, thì lúc đó xem như là gì? Mình đang phóng tâm rối. Dạ, mình đang phóng tâm rối. À, và đối với phàm tâm đó, à, thì cái sự phóng tâm đó, hay tâm nó phan duyên trần cảnh, hay tâm nó chạy theo cảnh đó đó, à, mà cảnh vừa lòng đó, thì xin thưa quý vị, nó bám, à, nó đeo đẳng cái cảnh đó luôn, và quên mất luôn đường gì. Dạ, quên mất luôn đường gì, giống như cái vị tỳ kheo Tăng Điệt này nè, quên bẵng luôn là mình đang làm cái công việc hoạt hầu sư bá. Đó thì khi mà quên hẳn vậy, cái tâm phóng vậy đó, dẫn đến có tai hại. Em xin thưa quý vị, tai hại đó là vị này làm việc không đáng làm nữa, là đánh sư bá của mình, gây ra tội lỗi. Đó thì từ cái hành động của vị đó, mình sẽ liên tưởng đến mình, bản thân của mình. Nếu để phóng tâm vậy đó, thì việc cần làm mình không làm, việc không làm mình lại làm, thì lúc đó là sẽ dẫn đến là hư bột hư được. Thay vì có thể đó là mình làm cái việc tốt đẹp, thì bây giờ đó là mình lại làm cái việc hư hoại. Mà khi đã làm việc hư hoại vậy đó, thì là cái nội tâm của mình ha, đã liên tục sanh lên những ác, sanh lên những phiền não. Rồi cái công việc này đó là hư hoại, hư hao, dẫn đến đó là hại mình, hại người. Đó, từ cái chỗ đó mà mình thấy vậy đó, nếu để cái tâm tự do nó hoạt động thoải mái vậy đó, thì mình sẽ bị cái quả khổ nhiều. Do vậy là gì? Mình phải gì? Chết tăng sang giam mi sàn tí, điều phục lại, kiểm soát lại. Đó thì điều phục kiểm soát sao? À, điều phục kiểm soát ở đây đó có hai phương pháp. Một là gì? À, tâm, khi nãy chúng tôi nói quý vị có sáu thức, à, thì mình để cả sáu thức này nó cùng làm việc đó thì mệt lắm. Đó, do đó là mình đóng bớt một số cửa. À, đóng bớt số cửa bằng cách là gì? Mình trú tâm của mình vào một cái đề mục thiền nào đó, niệm hơi thở nè, hoặc là tứ vô lượng tâm nè, à, hoặc là niệm mười đề mục tùy niệm, hoặc là các cái casino xanh vàng trắng đỏ, hoặc là các cái đề mục bất tỉnh đó, thì khi đó là ý thức nó chỉ làm việc thôi.
Còn nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức thì thức, thân thức đó, nó không có làm gì, cho nó nghỉ. À, thì đó là một cái phương pháp, một cái cách mình điều phục, mình nhiếp phục tâm của mình. Đó, thì khi mà điều phục, nhiếp phục vậy đó, thì xin thưa quý vị đó là tâm nó không có chạy xa được. Dạ, không có chạy xa được. À, thì ngay khi mà mình an trú tâm của mình vào trong các cái đề mục này nè, thì xin thưa quý vị đó, khi đó xem như đó, gần như chứ chưa phải là mình đi trên hành xứ của tổ phụ đâu ha. Đó, thì khi mà mình gần như đi trên hành xứ của tổ phụ vậy đó, thì tâm của mình an, tâm của mình mà an trú vào trong các đề mục thiền vậy đó xin thưa quý vị, thì là tâm thiện nó sanh lên. Mà tâm thiện sanh lên thì đồng nghĩa với việc là gì? 14 sở hữu phiền não không có mặt. Dạ, không có mặt. Đó, do đó khi mà mình tu thiền ý đó, hay là tu thiền định đó, an trú tâm của mình trong một cái đề mục vậy đó, thì lúc đó đó là mình, ngay cái thời điểm đó là mình thoát khỏi được sự trói buộc của ma, là phiền não ma đó. À, nhưng mà cái sự thoát khỏi này nè, thoát khỏi tạm thời thôi. À, rồi sau đó là khi mà mình không có an trú tâm của mình trong các cái đề mục thiền vậy đó, mình vẫn thấy nè, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn đụng nè, vẫn suy nghĩ đó. Khi gặp chướng ngại, nghịch cảnh đó, thì bắt đầu là gì? Tham lam, sân hận, si mê, nó cũng sanh lên nữa. Đó, thì khi đó là mình tiếp tục bị phiền não ma nó trói buộc trở lại. À, do vậy đó, mình phải điều phục, nhiếp phục cái tâm của mình theo phương pháp thứ hai là thiền quán. À, thiền quán thì là gì? Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đều tu tập thiền quán được cả. Khi thấy, nghe, ngửi, nếm bụng, nếm đụng, thì mình phải biết được cái gì là nhân, cái gì là quả, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Thiện cho quả vui, bất thiện cho quả khổ. Từ chỗ thấy hiểu biết theo kiểu thiện, bất thiện nè, nhân quả vậy đó, dẫn đến gì xin thưa quý vị? Mình mới cam tâm tình nguyện đó là gì? Thu thúc gìn giữ cái miệng của mình. À, không có nói tầm bậy tầm bạ, không có nói đó phi thời. Cam tâm tình nguyện gìn giữ cái thân của mình. Đó, không làm tầm bậy tầm bạ, không làm sai. Là có tu tập ba chánh giới đó xin quý vị. À, rồi dẫn đến là gì? Siêng năng tinh tấn, gìn giữ nó vậy đó. Là có chánh tinh tấn nữa, rồi nhớ biết vậy. Là có chánh niệm nữa, vững tâm, không lung lay, không thay đổi với quyết định, với việc làm đó. Là có luôn chánh định nữa. Đó là mình đang tu tập bát chánh đạo đó. Đang tu tập bát chánh đạo vậy đó. À, thì dẫn đến là gì? Mình hiểu rõ, thấy rõ ra được. Được thấy đó là quả lành, bị thấy đó là quả khổ. Dạ, là quả khổ. Quả lành đó là vì do mình đã tạo nhân lành, quả khổ là vì do mình đã tạo nhân khổ. Dạ, đã tạo nhân khổ. À, chứ không có ai, không có cái gì đó cho mình được thấy, hoặc là vì ép buộc mình bị thấy. À, và cái thấy đó đó không phải mình muốn mà được. Cái thấy đó đó nó tùy thuộc vào điều kiện. Cái gì mà nó có trước mắt thì lúc đó, đó mình mới được thấy hoặc là bị thấy. Cái gì mà nó xa đó thì ngoài cái khả năng của mình. Như vậy đó, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm đó đó, nó là vô ngã. Và thì vì nó vô ngã vậy thì thành ra từ chỗ đó dẫn đến là gì? Mình không có quyến luyến, không có bám níu, đồng thời là gì? Mình cũng không có bực bội, ghét bỏ. Do vậy đó mà tham lam, sân hận, si mê nó giảm dần đi. Và nó giảm dần đi. Đó, thì thử hỏi quý vị đó, khi đó tâm của mình có phải đó là thoát khỏi được sự trói buộc của ma không? Xin thưa, có. À, và nếu tốt đẹp
giống như vị tỳ kheo này nè, để nội tâm của mình phát sanh lên được các cái thánh đạo thánh quả đó, à, thì lúc đó, đó tâm của mình thoát khỏi ma trói buộc vĩnh viễn. Ước mong tất cả chúng ta đó, qua cái câu kệ bài học này nè, à, mình hiểu ra, mình thấy ra, nếu để cho cái tâm của mình đó, nó tự do hoạt động vậy đó thì nó có hại. Thành thử ra là gì? Đang cố gắng điều phục, nhiếp phục nó, để tham lam sân hận si mê càng ngày càng giảm đi. Yeah. Lúc đó đó mình có được đời sống an lạc, những người thân yêu của mình cũng sẽ có được đời sống an lạc. Lúc đó đó các cái loại bệnh tật ốm đau đó, nó không có ảnh hưởng mạnh hay là nặng nề tới mình được. Mong cho tất cả chúng ta có được đời sống an lạc ở trong chánh pháp. À, xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 37 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. Cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm mạnh. Xin được chia đều phần phước này đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đồng an vui tiến hóa. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Dạ, con kính thỉnh đại đức Minh Mẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung. Dạ, con kính dâng mít đức sư. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanupavena sabba dhammanupavena sabba sanghanupavena sadasote bhavantu te. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Minh đại đức Tuệ đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re mô thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ga ron te tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gama cha de sa ni gama cha isara sappana puta sukhi ta pawan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta ta vo papati ka niya ni kang thamma wa sang pa tit cha te sappe pi dukkhap sa kha sắp bề pi đúc khá xa ca rồn tu sẵn kha dân thà tu chi răng xa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra chấp vô kê la sẵn khổ hồ tu sa mắc vô quá át thà gia cha hi ta gia cha âm hê rát khăn tu sắc thẩm mô sắp bề pi thẩm ma cha ri nô Phút thêm xâm pha phú này dạ má thầm mà ri giáp ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào trong học pháp. Kính chào tạm biệt. Cảm nhân xin xuống mít.